ký và nhấn chuông để tham gia hành trình cùng Bulala nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là câu hỏi gì đây? Tại sao lại có hiện tượng ảo giác trên sa mạc? À, chú ơi, hôm nay chú dẫn tụi cháu đi đâu mà ra cái chỗ nóng như thế này vậy chú? Mệt chết luôn á, khi nào mới được nghỉ chân đây? Các cô có hỏng mất rồi. Nhìn kìa, bên kia có một thị trấn nhỏ kìa. Wow, thật là tuyệt vời, sắp được nghỉ ngơi rồi. Chẳng lẽ chúng ta làm vào không gian phép thuật sao? Không phải phép thuật đâu, chú đoán là chúng ta gặp ảo giác rồi đó. Ảo giác hả? Đó là gì vậy chú? Đó là một dạng ảo ảnh. Nhưng mà tại sao trong sa mạc lại xuất hiện hiện tượng này vậy? Ảo giác là một hiện tượng tự nhiên, được hình thành do khúc xạ ánh sáng. Là sự khúc xạ nảy sinh giữa tầng không khí có mật độ khác nhau trên không trung đối với ánh sáng, từ đó phản chiếu cảnh tượng ở xa vào không trung hoặc mặt đất. Nhiệt độ không khí ở hạ tầng sa mạc thường cao hơn nhiệt độ không khí ở tầng thượng. Vì vậy, mật độ không khí ở hạ tầng nhỏ hơn mật độ không khí ở thượng tầng. Ánh sáng truyền qua vật chất có mật độ khác nhau sẽ nảy sinh ra các hiện tượng khúc xạ, ảo ảnh của các vật ở nơi xa sẽ được truyền đến mắt con người thông qua ánh sáng khúc xạ. Con người nhìn thấy ảo ảnh được khúc xạ đến mà nhầm đó là cái cảnh tượng ở trước mắt. Hay, nơi chúng ta có thể dừng chân ở đâu vậy chứ? Muốn tắm một cái cho nó đã gì đâu á. Ảo giác thật là đáng ghét, làm tụi mình mừng hụt quá. Nhìn kìa, bên kia có một cái thị trấn nhỏ nữa kìa. Thôi, chắc lại là ảo giác rồi. Mà lên đường thôi. Ừ, đúng đó. Khách sạn ở thị trấn này cũng tuyệt vời quá đó nhỉ. Tắm rửa rồi thấy dễ chịu quá. Như vậy là khách sạn thật rồi. Mau đến đó thôi. Yeah. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh của Bulala để nhận được video mới nhất nhé.